Ôi má. Mời bà xin dắt tôi đi tắm đi. Về đây báo với chồng không à. Lúc hạnh phúc rồi thì đâu nhớ cái chồng đâu, cái này dạo này đòi thuộc chồng hoài. Không ơi, chứ cởi áo cởi quần thì quá. Nói nghe, 3 giờ tự nhiên tôi đúng ngủ ngáo hết, tôi trà mình. Tôi la quá chồng, la sức tối sức bụng nó chạy ra đồng miệng bà. Cái thằng dân nó nói vậy nè, nó đau vú sao nó còn quần thở. 3 giờ, để kể mà nghe, 3 giờ nó... Cười đi chất. Cười ai chất. Nằm sao cái mở mắt nhìn con người. Mày phải mày chỉ chết. Hay là giống nào? Kèo lên con chạch nó sợ là. Trời ơi, hư ơi, nó khùng rồi nè. Ba vợ tắm coi chuồng đi đâu kìa. Ủa bà. Đúng rồi, chắc mày tắm đêm á. Tự nhiên qua chuyện đi tắm gì vậy? Chị già thì tắm gì tắm đêm mà ngoài hai ba giờ tắm đi tắm đêm nó nước vô khỏi đó. Tại vì đâu ăn mà. Mà tắm đêm mà bị ra khỏi có nước á. Đâu vô hỏi ăn hoài. Gái quá. Ông mà chồng đẹp gái mà. Mấy chồng tôi trúng sao bà không trúng đề vậy? Bạn ngữ ác quá ông cả ông trời mà. Dạ. Mấy chồng bà trúng đề hả? Dạ. Dĩ lầm rồi ha. Trời trúng 52 đó, 15 ngàn đó. Thật đó. Qua bao con cho con chiếu cơm hải sản với một chai nước đó. Trời ơi con này mà cho à. Để chứ bộ, qua nhà sao con giữ cơm hải sản với chai nước đó, chúng 52 đó. Hay quá à, sao mà biết. Không trúng mình thì chứ không trúng bà nào, không trúng là mình chứ không trúng à. Bà ơi ác thì có, bà nói người ta ơi ác. Bà ơi ác đó, bà đi ở bệnh viện. Ơi ác mà nguyên đám tu đi ăn nắp phê về đi má. Cho ăn nắp phê là chuyện nhỏ á. Đi đi về đi bác ăn ấp bê sáng má chồng dắt đi khám bệnh về lành lặn rồi cái chai tiếp. Trời ơi lặn lên cho tiếp. Rồi ta có con báo ghê ta. Bệnh à, bệnh đi về. Cái má chồng. Còn sao khỏe là để tao chai. Cũng gì chất. Mạnh khỏe đi không chai hả? Trời ơi chết luôn dâu nào dâu này cũng đã. Dâu này chua lè chua lét à. Dâu lộn đạn luôn. Ông ăn bảo vệ lên kiếm tôi trốn, nó bị phạt 600 vượng. Chồng coi nói đâu con quỷ lên lời hại quá. Ủa con cầm trúng tiệt đó hả Trân? Trời ơi, nó trúng tiệt luôn hả? Trúng hả luôn, thì Nguyễn cũng trúng luôn. Gọi điện nó ra. Hả? Gọi điện ra cho nó cho báo gì báo. Bữa ba ông nó đi xe Kim Cửu Long à, mày trả tiền nó đi xe đâu có chỗ nó đâu đây để cho tiêu cho mày nói cũng đây mà tiêu nó ra đây mày ra đây cân nhờ mày này vụ gì cầm ra đúng không có lo vụ ra đúng rồi chứ có đi chức đâu giống ra đâu ra báo nữa 86 là cũng chết à. Vậy tôi đâu biết số con số mấy. Đó mày qua muốn lấy mức tiêu đi để hết. Nó chưa có gian đó. Lấy bà bảy hai hũ mày hai hũ. Ờ để coi chút nữa. Quán muốn liền đi, con quên nhắn mày tao nói bà này rồi mà bảo quên. Tôi giả bộ tôi về tôi nói đó nói qua má chồng con có mượn tiền con đi khám bệnh chờ mày giải ngân mà cho con trả là bà cái biết nó sao không má mày mà mày sợ gì vậy đó bà cổ mày chạy tới công ty mà đi chắc tao mà đi cả. Đủ chừng 5 đứa coi 6 đứa được rồi 6 mình đi được rồi đó Sơn giúp bao hả con có tiền đâu nhầy chứ thôi chứ giờ đây là đang gửi về à có chồng bạn bản mà nó đưa đồ bản có chồng rồi
cho mấy chai. Có mượn chai rồi đó, trên nhỏ. Hả? Nhắc hoài à. Hết hồn. Tôi dân tôi. Hết hồn chạy không kịp. Tôi hết cười hỏi anh dân coi tôi chạy không kịp luôn á. Trời ơi, con cầm nó mày, con cầm nó chúng nó trốn rồi, tao bỏ nó ra. Em mất đi công chuyện rồi. Rồi. Khúc này mới biết ai là bạn bè này chứ. Ai bạn? Nó nói nó đi xe cạn, tao trả công khốn nạn vậy đó. Gọi nó muốn mất đi công chuyện rồi. Kêu kìa má mày kêu gian cho chi. Má mày dắt mày cấm bệnh 32 chai giờ 35 chai. giờ sao? Mẹ này cái nè. Giờ sao? Giờ sao? Giờ không có con cắt luôn hả? Má chồng nó không tiền đi ăn tài khoản có. Nó chứ về đây chủ yếu khám bệnh đi chứ ăn uống gì chứ ơi. Mày cũng đói và kêu về đây. Đó. Cái bộ nhất cái bộ. Cầm qua tới luôn nha mọi người. Đó. Thôi nhầm qua nhất mày trúng rồi nha, trả tình te tao đi bữa mày đi ăn ấp quê tao cho mày mượn. Ủa má trời, trúng ngang tàn quá trời. Trúng đâu mà nghe lời. Nghe lời ai vậy? Nghe lời má chồng hả? Má chồng trúng mà nói em. Má chồng tao nói mày trúng. Má chồng á. Bây giờ trúng vậy? Giờ chúng đẩy qua đẩy lại rồi cuối cùng ai chúng? Cuối cùng ai chúng? Má chồng. Cuối cùng là anh trả chúng. Anh trả chúng ai chúng hết trơn á. Im lặng luôn. Đâu? Hồng Dương à, bệnh viện Hồng Dương á. Không có, hai chú à. Chỗ nhà thờ ở lỗi chứ. Trường học Hồng Dương nhìn sát bên á. Cái bệnh viện Hùng Dương nhất nghe trong quảng hồn á. Nhưng không có hơi trong bệnh viện là mệt à. Tới đi chứ. Sao vậy hả? Bệnh viện Hùng Dương là đâu? Bệnh viện Sinh Đẻ đó. Chỗ mà bà đứng á. Bà bán cà phê ở đó đó. Nhà thờ tội lỗi á. Bán nhà thờ tội lỗi á. Ừ. Bà đấy không? Đi. Mày bao nha. Tiền đâu bao? Trời ơi, má chồng điện. Má mày cũng hả chơi gà hàng nha má. Đi. Không có tiền lấy gì bao. Dớt ai cũng khóc. Nói chục vậy. Khóc hờ người dớt. Bà bao tôi nha. Ba cái lầu mày. Tự nhiên trả bà 20 là làm sao? Què. Bây giờ tao. Ta ấn mà trả. Không. Đâu mượn trước á. Không có tiền. Nghỉ ăn, dẹp, giải tuồng. Mai cho má chồng ra. Má chồng dễ dạ. Má chồng ấn là một ngày trả 20 phải không? Ừ, cũng được. Má tưởng là hả, trả luôn chứ. Không ăn cũng bắt 20. Ở đâu ra? Rồi. Cái đó ngon như kỷ củng long không? Ngon hơn. Có chung chi luôn nha, có quá chung chi á. Chung chi cho mày ăn rồi. Rồi mai thì dứt ăn xong rồi dứt mai cũng ngày 20 nha, là hết thôi. Mời má chồng dắt tao đi thẻo vô. Vậy cho nấu bún bình thôi. Tao nói thôi giờ má chồng tao nói lấy mày, mày biết chơi. Để tao chơi mày hoài con tao cấm với tao chết. Thôi giờ má chồng tao nói cho mày bình. Ủa hồi nãy chồng cho đi hả? Dên quá. Tao đang dên. Nó nghe má chồng nó nói vậy kìa, nó hết trên. Mừng hết trơn. Cái nó biết nó nói vậy nè. Tối nay tao hết kịch rồi. Anh mừng quá mà anh đóng dứt đi gắt luôn. Bỏ cổ chạy lấy người luôn mà. Tao nói thằng Dân nó cười quá trời. Ông kêu bà đi luôn thiệt đó. Trời ơi, tao đỡ kịch má ơi. Tối nó gật lại. Tối nó cởi ngựa, tao mày thấy không ta? Đau chỉ còn một kẹo, quá tai chứ kìa. Đang chờ đi ăn bút quay ở ngoài Liên Hồng Dương nha mọi người. Hả vậy? Trả
ai ra vẫn đem cuốn sổ giống vậy rồi em gà. Ở nhà bảo hiểm với à. Thì công chị cũng mày cái bà. Chơi mà kè mà chúng mày người đây thì mình ba mày chứ. Đâu. Là bảo hiểm vô được rồi, đỡ đúng chồng, chúng chị biết tránh em rồi, đâu có biết biên đề đâu. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Bắt là cụ ổng 500 ngàn đó. Đây là đủ rồi. Ba làm gì chúng? Đây đâu ai chúng đâu. Nói chung quá chủ yếu là con giỡn chứ con thấy gì chức đau con muốn chức về nên con mới nói gì thôi. Chức về đấy đi khám bệnh. Trời ơi. Ai cháu ghẻ mà tâm gì chết. Chức hiểu lầm rồi. Chứ có ai chúng đâu. Công nhận với con cháu rể đá đồng tiền quá à, chắc à. Ủa ấy trong băng ổng nào bằng thẳng. Dở quá. Ủa? Mới chắc chữa có trời ơi vậy. Đi dùng hôm xích lên đầu nha. Đâu xích lại chứ. Thôi không xích lại chứ một lần rồi. Cái này là cái nói của ai vậy? Ủa làm gì vậy? Làm luôn. Buồn ghê quá. Lại ra lại, cay ra cay giống dừng quá. Mùi không thơm hả? Mùi này mùi phụ nữ mà. Phụ nữ mà. Dẹp bàn ghế đâu đi ăn. Đâu ai đi đâu. Chị cầm có đi, có hai... Hai mẹ con à. Hai mẹ con à. À, dâu với má chồng. Con đâu có đi đâu. Rồi, vậy má chồng với con đi mẹ đi đi nữa. Má chồng trúng mà đổ thừa tôi. Má này cũng ác lắm, má trúng má không bao. Đi không má chồng? Danh. Bà chết bệnh nặng rồi, vô danh. Lang thang. Mấy anh mấy chị là đồng bào. Có tiền cho đi bả chữa bệnh. Bà chết chuẩn bị sắm cái bảng đeo hả? Thôi ai đẩy chết đi. Mày vậy. Thôi thả con đi. Tao có cái cây rồi. Có đầu tôi sẽ lăn rồi chứ. Thôi má, đầu tao què hả sẽ lăn. Dữ hơn. Đi phát điện đem lên để dành hơi đá bệ. Thôi chắc đang lên cái bụng. Đúng rồi. Mua gậy đồ. Mua gậy, cầm tấm bạc, tấm bảng đồ, gieo chiếc ngực đồ đi vòng vòng quá không chứ. Chắc mu nó cho hết rồi đó, phải còn về công ty mu lục đi, sáng ta đi qua nó. À đi qua cúng nguyện ta nói. Rồi, tối nay chức ủ ở nhà hồi kỹ cho mọi người. Để sáng mai chức lên đường khám bệnh. Chức đi khám bệnh. Dâu về báo. Đó má nó kêu nó dậy kìa, đang dên dậy liền. Dậy đi ăn cà phê má mày kìa. Trời ơi, hết cười quá, 3 giờ ma nhập ca trà mình trà mẩy. Trời ơi, nó dậy nó hết. Mày chứ đừng có nên cắm khuya không có tốt đâu. Cắm khuya là có ngày là độc vị đó. Chứ thấy anh cả chưa? Ai là anh không có cắm khuya. Một năm ta mới đi đám ma 2 lần nha. Một năm ta đi đám ma 1 lần nha đó. Mai anh dọc chở gần xong. Rồi, rồi. Dọc muốn đục kìa. Ủa vậy là nhất đi em hút áp áp phê á hả? Ôi, chức mạnh như ta có đang có tiền áp phê được hả chứ? Má chồng lo con dâu. Ủa, má chồng lo hả? Vậy đây vừa tốn tiền ăn áp phê rồi, vừa xong rồi tốn tiền khám bệnh nữa là sao trời? Giờ bả có mình dâu à, không cám, không lẽ tao cám mà bả cám. Bả cám rồi sao cho con cố tao cám, bả cho tiền với cốc ổi, vì ảnh. Sao chứ khô quá vậy chứ? Có thầy, quậy quá quậy mọi người ơi. Quên có ca rồi lấy mày thì lấy không Quỳnh? Nè mày muốn lấy thì mày lấy ăn bán trái cây đi. Em ca đó tù gì.
con mới về cho mẹ ăn. Ờ ăn cái cây chờ con. Mày lấy nó đi đi quên. Được nó để tao cho gì ra. Lấy nó tao. Mày lấy ăn phước ba đời. Có phước ba đời để hả? Tiên tiền. Giống bà chết. Trời ơi, ông Quỳnh mở đẻ ăn đứa rồi cắt đít nó bự quần đứa nó dạ. Nó giả qua thằng Tấn Nguyễn tiếp. Tấn Nguyễn quá gì luôn mà. Có người hả? Chồng tao phải. Ôi chồng bà hả? Khỏi nói rồi. Pháp quý thái. Nè, nói Tuấn Nguyễn nè đi, Tuấn Nguyễn nghe được đi rồi, nó không mệt nè. Mệt cái con mắt gì chết. Nói chồng thì chết biến thái kìa. Nó đi ngang đừng đó, chồng là bắt nó vô. Hù, bắt vô làm gì? Ừ, bỏ nó đá, ta đã nói ta đi về đám ma Long Xuyên rồi. Ta để nó đá tan hết luôn. Bà lấy nó đá, cái tầng bà mới trả tiền ta.